Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Tử, Đặng Luân khó tái hợp ở Hương Mật 2, Triều Lộ Tư và tình mới Dương Mịch được chọn thế chỗ. Có thông tin cho biết, phần 2 của Hương Mật Tựa Khói Xương đang định mời Triều Lộ Tư và Cung Tuấn diện chính thay Dương Tử, Đặng Luân. Năm 2018, Hương Mật Tựa Khói Xương vừa lên sóng đã chiếm được cảm tình của khán giả. Đây cũng là bộ phim đã giúp Đặng Luân và Dương Tử trở thành những lưu lượng đình đám của showbiz. Dù đã có cái kết rất trọn vẹn, thế nhưng sau đó trên mạng lại liên tục xuất hiện những thông tin cho biết Hương Mật Tựa Khói Xương sẽ có phần 2. Gần đây, có blogger đã lên bài cho biết dự án Hương Mật Tựa Khói Xương 2 đang rục rịch chuẩn bị khai máy. Theo đó, vì Đặng Luân đã bay màu sau bê bối trốn thuế, Dương Tử lại chẳng mặn mà với vai cũ, vậy nên phía nhà sản xuất đang tìm hai diễn viên khác thế chỗ. Người được chọn chính là cặp đôi lưu lượng đang được chú ý hiện nay là Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư. Năm 2021, Cung Tuấn trở nên nổi tiếng sau khi vào vai nam chính Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh. Nhờ đó, tài nguyên của anh chàng đã thăng cấp hơn rất nhiều, kết hợp tác cùng Địch Lệ Nhật Ba lại được đóng chung cùng Dương Mịch. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng đang là lưu lượng có tiếng trong showbiz. Trong vài năm trở lại đây, cô nàng liên tục đóng chính trong nhiều dự án phim được đầu tư lớn. Gần đây nhất phải kể đến Thả Thí Thiên Hạ, hợp tác cùng Dương Dương và Tinh Hà Sán Lạn đóng cùng Ngô Lội. Dù nổi tiếng là vậy, thế nhưng nhiều khán giả cho rằng cặp đôi sẽ khó lòng có thể giúp Hương Mật Tựa Khói Xương 2 thành công như phần 1. Đa số các dự án phim làm phần 2 nhưng lại thay máu toàn bộ diễn viên, thường không được lòng khán giả. Chính vì vậy, các fan của Triều Lộ Tư và Cung Tuấn cũng khuyên thần tượng không nên nhận bộ phim này. Hiện tại, những thông tin về Hương Mật Tựa Khói Xương phần 2 vẫn chỉ là lời blogger đưa ra, chứ chưa được phía nhà sản xuất xác nhận. Bên cạnh đó, Cung Tuấn vẫn đang quay Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương, còn Triệu Lộ Tư mới nhập đoàn vụng trộm không thể giấu, vậy nên rất khó để cặp đôi này hợp tác trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.